Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa rời Việt Nam năm Pháp Hòa 12 tuổi. Pháp Hòa định cư ở Canada từ 12 tuổi cho tới năm 15 tuổi là đi tu. Từ lúc đi tu cho tới giờ phút này, cô độc có mình, không có huynh đệ tu chung, không có trường lớp Phật Pháp, chưa hề biết một lớp Phật Pháp. Người ta đi tu là ta còn có trường, có lớp, người ta có bằng cấp và Phật học này và học kia, bản thân rất là chưa có một lớp Phật Pháp nào. Bây giờ nếu mà ngồi mà, nếu mà than đó, em nguyên lò này. Nguyên lò than này. Tại vì mình biết rồi, phải không? Mỗi người nó có một cái duyên khác nhau. Mỗi người có một cái chướng, một cái duyên, một cái nghiệp khác nhau. Thì chúng ta cứ chấp nhận và lướt tất cả, để mà chúng ta có thể vững chãi trên cái con đường mình đi. Trên đường của mình đi không bao giờ là hoa thơm cỏ lạ, mà thỉnh thoảng cũng có những cái gập ghềnh, những cái sóng gió, những cái ổ gà, những cái ổ voi. Nhưng mà nhờ như vậy mình mới cẩn thận mình đi. Quý vị để ý coi, nếu mà hôm nào mình đi ra ngoài đường của một cái bóng đêm mà mình biết là mình sẽ bước xuống bậc thang và không có đèn, thì mình đi làm sao? Đi rất cẩn thận. Mà còn nếu lúc nào mình ra đường mà mình thấy trơn tru á, là bắt đầu mình nói trời nói đất mình đi. Cái tật mình nó hay vậy, thấy không? Cho nên nếu lúc nào mà đêm tối thì mình từng bước mình đi, rồi nó cũng qua được những cái vải sình, những cái ổ dụng này. Đã biết là chướng thì không có gì, đã biết chướng rồi thì có gì để mà ngăn ngại. Con có một vài câu hỏi xin thầy giải. Ba má con mất cách nay khoảng gần một năm, như vậy cái vong của ba má con có gặp nhau hay không? Thứ hai, làm thế nào để biết được ba má của con vãng sanh chưa? Thứ ba, con có ước nguyện kiếp sau con được trở lại làm con của ba má con nữa, được không thầy? Rồi, bà ơi, cái này là ba má có gặp nhau không thì làm sao em biết? Em có đi theo đâu mà em biết? Rồi hỏi rồi là ba má đọc chơi thôi nha. Xin thưa đại chúng, cái chuyện gặp nhau hay không thì bằng tính thiệt. Nhưng mà bây giờ để rồi mình muốn biết là có vãng sanh hay chưa, thì quý vị có thể kiểm chứng như thế này. Nếu một người thân nào của mình mất, mà nếu lâu ngày rồi mình không gặp họ trong chiêm bao, thì mình nên mừng là những người đó đã được đi về những cảnh giới lành. Thầy nói nôm na là được vãng sanh. Nếu như thỉnh thoảng mình gặp lại họ mà nhìn họ có vẻ vui vẻ, thì mình biết là họ chỉ về cho mình biết vậy thôi, chứ họ không có sanh. Còn nếu mình mà gặp họ trong cái cảnh khổ đau, cảnh buồn tủi, cảnh lạnh đói, thì họ cần mình giúp đỡ. Trường hợp đó mình có thể biết. Còn bây giờ mình muốn làm con của ba má mình được không thầy, không phải em quyết định. Nếu mình muốn thì mình nguyện. Nhưng mà quý vị ơi, nếu mình có duyên rồi thì vẫn còn duyên nữa. Bộ mình tưởng vợ chồng đời này gặp nhau là chưa từng gặp nhau ở kiếp trước sao? Đã gặp nhau rồi, đã kết rồi, nhưng mà đời này kết nữa, cho nên nó mới chặt thêm chút nữa. Thành thử ra mình có duyên mới gặp nhau. Bây giờ nếu mà đời này mình với cha mẹ mình rất nhiều những cái duyên lành, thì nếu mình muốn làm con của nhau nữa thì mình nguyện thôi. Cũng giống như mình nguyện với Phật vậy đó. Nếu trở lại làm kiếp sau, thay vì mình nguyện, có những vị người ta không nguyện làm con cháu của ai hết á, không? Nếu cần thọ sinh kiếp khác, sẽ trở lại làm đệ tử Đức Như Lai.
tiếp theo sự nghiệp cuộc đời, đưa mọi người về bến giác, thành tựu ba thân bốn trí, sử dụng năm mắt sáu thần thông, hóa hiện ngàn vạn ứng thân, có mặt một lần trong ba cõi. Bây giờ mình không muốn trở lại cõi người để làm con cháu của ai nữa thì mình làm con Phật cũng làm miễn thôi. Còn nếu mình không muốn trở lại làm con cháu của nhau nữa để rồi khổ nhau, khổ đau trong cái cảnh sanh ly tử biệt, thì mình nguyện sanh về cõi cực lạc rồi gặp nhau ở cõi đó hết. Gặp nhau ở cõi đó thì không có cái khổ của sanh già chia ly tử biệt. Có một vị sư bà nuôi mẹ, khi mẹ về già, khi mẹ mất rồi thì sư bà làm bài thơ như thế này: mẹ về cực lạc ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi, mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng giữ hội liên trì. A Di Đà Phật, xin thầy cho con hai câu hỏi. Một, thầy khỏe không? Phật tử đức có khác. Thứ hai, đạo Phật nói về luật nhân quả, nhưng tại sao lại có kinh cầu an, kinh dược sư? Câu này hay đó. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói cầu an, cầu siêu, đó là một phương pháp, phương tiện để tạm dùng và độ người. Nếu không có cầu an thì mình không có lên chùa, không lên chùa thì không có tụng kinh, mà không tụng kinh thì không hiểu lời của Phật, không hiểu lời Phật thì không có an, mà không có an thì chết cũng không siêu. Cho nên an với siêu là một. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái người đó họ mất, mình mời thầy tới cầu siêu, cầu theo cái ý nghĩ của mình là cầu cho người mất được siêu. Nhưng mà thầy tới thầy tụng kinh, mình ngồi đó, mình quỳ đó, mình nghe kinh, trời ơi, thầy nó tụng cái cuộc hồng trần xây vần quá nghe, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồn, người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi hoàn không, hồi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ chắc quyết còn mong chi tròn. Nghe xong thấm quá, thôi lo tu. Lo tu là an là cái gì? Mà một khi mà lo tu mà an rồi, chết cần thầy siêu không? Tự mình sẽ siêu. Siêu cái gì? Siêu cái phiền não, siêu sanh tử, an phiền não. Khi phiền não mình được, mình giải tỏa hết rồi. Hôm qua tôi giận cái anh đó thấu xương, tôi thề thốt quỷ thú, mà bây giờ tôi vô chùa tôi nghe được cái bài kinh này, không? Cái bài kinh mà trong này nói giàu sang cho lắm cũng trong một kiếp, giàu cho dữ cũng chỉ một thời, cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại lấy chi bền. Tôi nghe tôi hiểu và tôi xả, tôi giận thì tôi khổ chứ ai khổ đâu. Tôi giận người ta, ta về ta cũng ngủ khò, còn con mình tôi nằm co ro. Người ta thì ngủ khò, còn tôi co ro thôi, tôi không còn khổ nữa thì tôi liền an. Sở dĩ mình không an mà mình phiền não, bây giờ mình không còn phiền não là mình an, mà mình an là mình liền siêu, siêu cái phiền não. Cho nên nó mượn một cái hình thức tụng kinh để mình nhờ cuốn kinh đó mình hiểu được lẽ đạo. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, mình tụng Phật Khổ Môn cầu an. Ở trong Phật Khổ Môn nói á, nếu người nào bị gông cùng xiềng xích, niệm Quan Âm thì xiềng xích tức từng đoạn. Quý vị có nhớ cái đoạn đó trong Phật Khổ Môn không? Xiềng xích là gì? Là những cái phiền não trói buộc làm cho tâm can mình đau khổ, kêu là xiềng xích. Bây giờ mình trở về, mình niệm Quan Âm, tức là mình tự mình trở về, mình nghe, chỉ Quan Âm là mình nghe được,
cái tiếng khổ của mình là tại sao anh khổ? Tại vì tôi giận cái người đó, tôi chấp cái người kia, cho nên anh mới khổ. Ồ, bây giờ tôi hiểu rồi, xiềng xích là tự tôi xiềng tôi. Bây giờ tôi niệm Quan Âm cho lắng cái tâm tôi xuống, mọi xiềng xích rã hết. Đó là phẩm khổ môn cầu an rồi. Rồi người ta trong phẩm khổ môn nói, người nào mà rơi ở trong lò lửa mà niệm Quan Âm thì lò lửa biến thành cái hồ. Lò lửa là sự nóng giận. Niệm Quan Âm là kiếm cái chỗ ngồi yên. Không lẽ mình đang đứng trước mặt cái người mình giận, Nam Mô Quan Bồ Tát, Nam Mô Quan Bồ Tát. Muốn niệm thì mình kiếm chỗ ngồi, niệm mà niệm hồi lắng xuống thì giận dữ nó hết. Thì giận dữ có phải biến thành hồ sen không? Cho nên là tụng cầu an. Như hồi nãy có quầy giải thích chữ dược sư. Dược là thuốc, sư là thầy. Tụng dược sư là mong muốn mỗi người chúng ta là một vị thầy thuốc. Ông thầy thuốc mà giỏi đó, trước khi ông nói thuốc, ông kê toa cho mình, ông phải trải qua 4 giai đoạn. Thầy thuốc nè, gặp cái người bệnh nhân không, nhìn cái diện mạo, cái sắc diện của người đó gọi là vọng. Vọng tức là nhìn. Xong rồi mình mới kê cho ông thở, mình nghe người đó thở gọi là văn. Xong hỏi tối ngủ được không, ăn có tiêu hóa không, tiêu tiểu có thuận lợi không, gọi là vấn. Một thầy thuốc trước khi mà nói bệnh phải trải qua 3 trường hợp: vọng, văn, vấn, rồi bắt đầu mới tới tiếp. Gom 3 cái điều đó lại nói bệnh cho mọi nghe. Đó là cái cách chữa bệnh của thầy thuốc. Chúng ta cũng phải đi làm về, sau bữa nay thấy ông xã mình không có tươi như thường ngày là vọng. Nghe cái cách ông nói chuyện là biết ông đang bực, gọi là vắng. Rồi nhẹ nhẹ hỏi anh có sao không, gọi là vấn. Ông nói đừng có hỏi nhiều. Rồi tôi biết bệnh ông rồi. Là dược sư liền chứ gì. Vọng, vắng, vấn, biết 4 cách chữa bệnh. Mà người nào có đủ 4 cách đó có phải là bậc dược sư không? Cho nên cầu an dược sư là vậy. Diệu quý hiểu ý chữ cầu an không? Còn nhân quả thì ai cũng phải bị. Bây giờ có vài ví dụ như nè. Hồi nãy có một cái chị chở chứ nói thầy ơi thầy, con có cái bệnh nhức đầu kinh niên, thầy vuốt giùm cho con thấy. Không lẽ có vài nói tôi cũng bị nữa. Nhưng mà cái đó là cái tâm lý, không? Tâm lý là người ta quý mến mình, người ta nghĩ một cái bậc tu hành thôi thì con nhờ biết đâu chừng, con nhờ cái thuốc thầy lời con cái trên đầu cho con hết bệnh. Nhưng trong khi cái tâm của người ta đang như vậy, mình không thể từ chối, thì mình gửi cái niệm lành tới cho người ta. Thì Pháp Hòa cũng để tay trên đầu, Pháp Hòa cũng nguyện Đức Quan Âm gia hộ cho vị Phật tử này hết bệnh. Đó là chúng ta gửi cái năng lượng bình an cho người đó. Thí dụ bây giờ đó, mình gặp, mình có một đứa con tánh tình nó cọc cằn nóng nảy, mà bây giờ mình cứ ngồi mình than, mình buồn hoài vì đứa con đó cũng không có kết quả. Bây giờ quý vị gửi năng lượng vô cho nó. Mỗi ngày nấu ăn cho con, mình vừa nấu mình vừa nguyện. Con nguyện cho con của con nó ăn thức ăn này, cho tâm tánh nó thuần hòa, nó đừng có thân cái tâm. Tức là trong khi mình nói là mình nói bằng cái tâm tha thiết của một người mẹ muốn giáo hóa đứa con vào trong thức ăn đó. Đó chúng ta gọi là chú nguyện. Chú nguyện tức là mình đưa cái năng lực hiền lành, cái năng lực muốn gia độ cái đứa con của mình vào trong thức ăn đó. Thay vì mình đứng mình nói cái thằng này nó ăn thì nó quậy. Mà mình cũng đang quậy. Tay thì quậy cái thôi, ăn là quậy, mà mình quên mình cũng ăn quậy. Quý vị hiểu không? Cho nên thay vì mình đứng mình nấu, mình bực tức, mình giận hờn, thì mình gửi cái năng lượng mà chú nguyện cho đó. Rồi lâu ngày cái niệm lành của mình á, nó giúp. Pháp Hòa có làm cái bài kệ như thế này: chuông chùa vang một tiếng,
lặng đi bao ưu phiền, niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Nếu mà tiếng chuông chùa nó ngân lên làm cho tâm mình lắng, tức là chuông chùa vang một tiếng lặng đi bao ưu phiền, thì cũng y như vậy, niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Cho nên tất cả là do cái tâm niệm của mình, tất cả là do cái tâm niệm của mình. Thay vì mình bực bội chuyện này, mình vừa la, mình vừa nhăn, mình vừa ấy, thì nó không có kết quả gì hết. Bây giờ mình chú nguyện, mỗi lần mình đem thuốc chai uống, gửi năng lượng vô, nguyện cho bệnh nhân này uống thuốc này được tiêu trừ bệnh tật. Đó là mình thật sự là nghiệp của họ là họ phải lãnh. Nhưng mà tại sao mình không gửi cho người ta một năng lượng bình an của mình đến cho người ta? Thôi bà nhớ hồi nhỏ đi chơi với đứa bạn, thì nó đang chơi mà ba má nó kêu nó về mua cái gì, nó bực cái nó cầm cái tô, mà quý vị nhớ ở Việt Nam mà đi mua đồng nước mắm, đồng nước tương á, cái xách cái tô đi vậy nè, nó vừa xách cái tô nó chớ đồng thuốc cho rồi. Tức là mình thấy, nhưng mà hồi nhỏ thì mình không thấy được những cái điểm đó, bây giờ lớn thì mình thấy, tức là trong khi nó làm nó bực đó, nó cũng rủa má nó một tiếng, ví dụ vậy. Cho nên mình mới thấy trong cái tại sao trong cuộc đời của chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta tịnh cái nghiệp của cái ý, mà khi cái ý nó tịnh thì cái nghiệp nó không có nói vậy. Sở dĩ cái ý niệm nó nói vậy là do cái tâm nó nghĩ sai, không? Thành thử ra đạo Phật nói về nhân quả đúng, ai cũng phải lãnh cái nhân cái quả đó, nhưng mà chúng ta có quyền gửi cái năng lượng bình an đến cho người đó. Bây giờ đó, có một cái người đó họ khổ quá, họ gặp mình đâu có làm cái gì hết khổ đâu, nhưng mà mình đến mình để cái tay mình trên vai của họ, mình nắm tay của người ta, mình so dịu, mình an ủi, cái người đó cảm thấy sao? Ấm áp an ủi, mặc dù khổ chung nhưng mà người ta cảm thấy, người ta ấm lòng, vì ít ra cũng còn có người cảm thông với cái nỗi khổ của người ta. Cho nên cầu an là vậy. Vậy được ha? Yeah. Thưa Thầy, con thích đi nghe thuyết pháp và đi chùa. Chồng con nói con đi tu học mà không ở nhà chồng con, vậy cũng có tội. Vậy tu làm gì? Con phải làm sao? Thầy ơi, không được đi chùa thì làm sao? Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đại chúng, mỗi người chúng ta có một cái chướng. Cái trường hợp á, mà chồng con mình mà cái chướng ngại mình, cái này gọi là gì? Cái này gọi là pháp chướng hay là sanh chướng. Sanh chướng đó là mình sống trong cái hoàn cảnh thường hay trở ngại cho mình. Bây giờ đó, nếu mỗi lần mình đi chùa mình nghe pháp mà về chồng không có được vui đó, thì quý vị đừng có đi. Tại vì quý vị đi nghe pháp mà làm cho một chúng sanh khác bực bội đó, thì hạnh phúc gia đình không có thì nó cũng sai. Đạo Phật dạy cho chúng ta luôn luôn là phải làm sao mang cái hạnh phúc tới cho mình và cho người. Mình đã biết tu rồi thì tu ở trong chùa hay là tu ở nhà vẫn tu được. Chỉ khổ là cái người chưa biết tu này. Họ ở nhà mà họ khổ thì cái người này mới thật khổ đó. Còn mình không đi chùa, mình ở nhà mà tâm mình vẫn an lạc, mình không có khổ. Mình không nghe trực tiếp được thầy thì mình nghe gián tiếp qua một cái băng giảng. Ít ra mình vẫn còn có pháp tu. Còn cái người mà bực bội này là người ta không có pháp tu, cho nên người ta khổ hơn mình nhiều lắm. Thôi ở nhà đi cho người ta đừng khổ. Xin Thầy chỉ dạy cho con phương pháp nào để tụng kinh điển không bị quên. Thì ráng nhớ. Ráng nhớ không quên. Ngủ mở cuốn kinh đất mặt. Cho chữ nó chạy luôn. Thank you.
Kính thưa đại chúng, hồi xưa có một người đến gặp Đức Phật và hỏi Đức Phật như vậy: Bạch Thế Tôn, chúng con ngày ăn hai bữa mà sao chúng con vẫn coi như là thấy tiều tụy, ngủ một ngày 8 tiếng mà vẫn thấy mệt mỏi, trong khi đó quý thầy thì ngủ một ngày có mấy tiếng mà nhìn vẫn tươi, ăn thì cũng không giống như chúng con bơ sữa đủ món. Thì Đức Phật chỉ nói một điều thôi: vì các thầy có sự an lạc. Ở đây á, nhiều khi cái tâm của mình nó chất chứa nhiều thứ thì mình không nhớ được cái khác. Bây giờ mình muốn nhớ cái khác thì mình phải bỏ bớt cái mình đã có. Giống như là quý vị chụp hình đó, quý vị chụp cái gì quý vị cũng chụp đó. Cái lá cũng chụp, cái cây cũng chụp, chụp xong hồi cái gặp cái người mình muốn chụp cái hết phim. Thì bây giờ muốn chụp nó làm sao? Xóa bớt một vài cái tấm hình không cần thiết để nó có trống chỗ mình chụp. Cũng y như thế, cái tâm của mình nó chất chứa đủ thứ những phiền não, cho nên những cái mình muốn biết nó không vô. Thôi bây giờ xóa bớt những cái kia đi. Thí dụ bây giờ gặp một cái chị bạn ấy, chị có gặp cái người kia lâu quá mà thôi thôi đừng nói cho nó. Tôi là 10 năm nay tôi đâu gặp nó đâu. Ngồi đây tôi nói cho nghe. Bắt đầu 10 năm trước mình kéo về, bắt đầu mình hát cái bài 10 năm tình cũ. Trời ơi đừng có tưởng bữa đó nó nói cái gì tôi nhớ hết trơn á. Mà hồi nãy trong chùa mình nghe thầy giảng mình không nhớ gì. Mà hỏi tới mình cái gì tôi cũng biết. Rồi là tôi biết hết, nhưng mà rốt cuộc hết đi. Con kính thỉnh thầy giảng cho chúng con nghe vấn đề phá thai một chút, để ngừng sát khi chưa phạm. Hoặc phạm rồi thì làm sao để sám hối. Cái này thì quý vị cũng đã từng nghe quý thầy giảng nhiều rồi. Cái vấn đề mình khỏi cần hỏi thì mình cũng biết. Khi mà chúng ta đã biết chúng ta không muốn có con thì xin lỗi, xin thưa đại chúng là ở đây người ta không có thiếu những phương pháp để chúng ta không có mang thai. Nếu chúng ta không muốn cái quả thì chúng ta phải ngừng ngay cái nhân. Mà đợi cái nhân nó thành quả rồi bây giờ chúng ta muốn giải thì khó. Cho nên đạo Phật là đạo cứu khổ, không phải cứu cái quả khổ, mà đạo Phật cứu cái nhân khổ. Đức Phật dạy chúng ta ngay cái nhân đó trước khi làm đừng tạo, để nó thành cái quả rồi thì Phật cũng chịu. Cho nên Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Cái khổ là những cái bình thường này, nhưng mà cái nghiệp mình đã tạo rồi làm sao Phật giải được. Không, còn bây giờ nếu mà vị nào mà lỡ rồi thì đi về chùa xin làm cái lễ cầu siêu cho con và mình sám hối để giải cái oan nghiệp giữa mình với đứa con. Thưa thầy, tại sao những người xấu diện mạo và tàn tật muốn xuất gia hoặc lớn tuổi chùa thì chùa không nhận? Xin thưa cái này thì nó tùy theo cái hoàn cảnh ở trong chùa. Không phải là người xấu xí người ta không nhận, hay là người tàn tật người ta không nhận. Nhưng mà có thể nhà chùa chưa có phương tiện để nhận mình riêng cái chùa đó. Còn nói chung á, thì chúng ta có thể xuất gia và tự tu thì có thể được. Bởi vì mình bệnh tật thì mình vào trong chùa đâu có đủ người chăm sóc mình. Thì đôi khi có người người ta quan niệm là mình tu á, chưa có phước đức bao nhiêu, mà rồi vô trong chùa mình còn phiền người này người kia chăm sóc mình, thì người ta sợ người ta tổn phước, cho nên người ta không dám. Ta thôi thà là bây giờ xin cho được xuất gia thì người ta lui về cái am cái thất gì của người ta đó để ta tu, người ta không có dám. Chứ còn đạo Phật thì tùy theo mỗi vị thầy, cái hoàn cảnh của nhà chùa và hoàn cảnh của thầy mà chùa nhận. Bạch thầy, có một vị cư sĩ có được phép thỉnh các vị tăng ni về nơi trú xứ của mình để giảng và nói pháp cho mình và cho nhiều người khác cùng nghe,
để đồng hưởng sự lợi lạc, hay là việc thỉnh mời này chỉ dành riêng cho những vị tăng đi với nhau. Theo như chúng con được biết thì trong kinh Phật, Ngài Di Ma Cật đã nhiều lần thỉnh mời Đức Phật và các vị đại đệ tử của Ngài đến nhà thuyết pháp cho mình và cho đại chúng cùng được nghe. Như vậy chúng con có được phép nối gót theo Ngài Di Ma Cật không? Hay là còn luật nào khác mà chúng con không hoặc chưa được biết? Kính thưa đại chúng, cái việc thỉnh sư về nhà thuyết pháp không có sai. Nhưng mà nếu như cái địa phương đó không có cái hoàn cảnh khác thì mình được chứ có sao đâu. Bởi vì Pháp Hòa được một vị hòa thượng dạy, một cư sĩ thì Pháp Hòa được nghe. Thì Ngài mới dạy rằng các con mời thầy về nói pháp chứ các con đâu có mời thầy về nhà để mà gọi là làm cái chuyện gọi là không đúng pháp đâu mà các con lo. Tức là mình thỉnh thầy về nhà chỉ một với cái tâm niệm là giảng pháp cho mọi người được lợi lạc. Nhưng nếu ở đâu mà chùa sẵn lòng mời thì mình cứ để cho chùa làm. Còn nếu mà chùa không có phương tiện làm, mình cũng có thể đứng ra mình làm. Bao mình, nhưng mà như thế này, quý vị chỉ nhớ một điều: bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta gọi là Phật sự, thì muốn làm Phật sự phải lấy Phật tâm mà làm. Nếu chúng ta có Phật tâm thì Phật sự mới thành. Nếu làm Phật sự mà tâm không phải là tâm Phật thì Phật sự đó có làm đi nữa nó cũng không đúng nghĩa. Không phải mình thấy người ta mời mình cũng muốn mời để mình lấy cái tiếng mà nhà tôi được thầy đó tới, không cần, đừng nghĩ như vậy. Mình chỉ muốn làm một cái tâm niệm duy nhất là muốn vì lợi lạc cho người, vậy thôi. Quý vị nhớ Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa không? Đức Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên duy nhất, đó là khai mở cho chúng sanh hiểu được Phật tri kiến, ngộ được Phật tri kiến để nhập Phật tri kiến mà thôi. Chứ Phật không làm việc khác. Thì bây giờ chúng ta cũng làm như thế. Bất cứ việc gì chúng ta làm chỉ vì tam bảo, vì Phật sự mà làm, chứ không vì danh hay vì lợi. Mà làm được như vậy thì công đức của chúng ta mới trọn vẹn. Vậy thôi. Bạch Thầy, Đức Phật dạy ta không được phạm giới sát sinh, giết chúng hữu tình. Chúng sinh có bốn loại: thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh, thực vật. Không nằm trong diện này nên nguyên tắc là ta có thể chặt nhỏ, đốn hạ thấp được phải không? Nhưng có người lại nghĩ thực vật cũng biết đau đớn, nhưng người kia bị chặt ngón tay, cánh tay, ngón chân, bàn chân nên cảm thấy thân tâm không an. Khi đốn hạ cây cối phát triển cũng xanh và lớn, nên sau 10-20 năm nó đã chặn khá nhiều ánh sáng từ ngoài rọi chiếu vào nhà, cũng như ngăn chặn tầm nhìn từ trong nhà ra ngoài. Kính bạch thầy, họ có nên đốn chặt cây có thấp xuống và loại nhỏ không, và sau đó sám hối? Chuyên chuyện không làm được, chuyên không làm được thiện này không? Đại ý là cái câu hỏi là sát sinh thì làm rồi, nhưng bây giờ chặt cây. Có một hôm á, có một cái chú tiểu đó, chú trồng cây, rồi có những cái cây mà nó xòe ra quá, cái thì rồi ông thầy mới lấy cái cây tỉa cái nhánh đó, rồi có cây thì ông dời vào cái chậu khác, có cây thì ông tưới. Thì cái người cư sĩ đi tới thấy ông thầy làm ba cái việc. Cái cây ta đang nhánh bự đẹp, chặt cho nó gọn mà. Còn cái cây kia đang ở trong chậu ngon lành, những cái dời nó ra cái chậu khác. Còn cây còn nọ nó khô queo mọng tươi. Thì hỏi thầy đang làm chuyện gì kỳ vậy?
Giọng thầy mới trả lời: tôi đang làm ba việc. Cái cây mà nó xung xuê thì phải làm cho nó gọn lại. Con người cũng như thế. Nếu mà con người tài ba lỗi lạc quá thì đôi khi cũng phải tỉa bớt thôi cái bản ngã nó xong. Cái cây mà nó tốt, nó có cơ hội phát triển, mà không để, mà cứ để nó trong cái chậu nhỏ hoài thì nó không có cơ hội nó phát triển tốt hơn, cho nên phải dời chậu. Cái cây nọ nó héo nhưng mà chưa chết thì phải tưới cho nó tỉnh. Thì qua cái cách trồng cây thì cũng như ứng xử cho người. Chúng ta có tài thì cũng phải biết thúc liễm, để không thôi chúng ta dương cái tài mà nó không biến chổi thì nó thành cái tai nạn. Một con người mà có khả năng mà chúng ta không giúp đỡ cho họ phát triển thì cũng uổng cái tài của họ, như chúng ta dời cái chậu. Thì trở lại cái vấn đề, có nhiều khi trong cuộc đời chúng ta làm những việc nhìn như xấu nhưng mà cái tâm mình làm không có xấu. Thí dụ đứa con của mình đánh cho nó một cái thật mạnh, đâu phải mình ghét bỏ gì đứa con, mà chỉ muốn cho nó tỉnh thức, cho nó muốn cho nó nên người. Nhưng mà giờ cái cây mình trồng cũng vậy, mình phải tỉa, phải gọt, đó là chuyện bình thường. Chẳng qua mình muốn làm cho nó tương tất, nó gọn gàng, nó đẹp hơn, chứ mình đâu có cái tâm xấu là chặt để mà chơi. Thì hai cái trường hợp nó khác. Cho nên á, mình đừng có lầm giới sắc sanh không cho rồi cái đó mình làm là sai. Có những trường hợp nó phải khác. Quý vị hiểu ý vậy? Cũng giống như Pháp Hòa nói á, trên nguyên tắc là mình không được sát sanh, nhưng mà ngài Nam Tuyền đó, ngài cầm con mèo lên. Bởi vì trong nhóm đệ tử của ngài chia làm hai nhóm mà gây gỗ gì con mèo, bị hai bên giành con mèo. Ngài đi xa về, ngài hỏi chuyện gì thì bên này nó nói con mèo đó của con, tại vì nó chạy qua xóm của con. Bên này mới giành, thì thầy Nam Tuyền mới cầm con mèo lên. Mấy ông phải nói cho được, không thôi con mèo này nó chết. Hai bên đứng buộc lòng ngài phải chém con mèo. Cái câu chuyện đó còn nhắc lại trong chùa là Nam Tuyền chém mèo. Chiều đi làm, chiều tu về đó, chiều về thì một người đệ tử khác đi về. Ngài Nam Tuyền mới đem cái câu chuyện này kể lại cho người đệ tử nó nghe. Người đệ tử nghe xong, lột chiếc dép để trên đầu ra khỏi cửa. Ngày Nam Tuyền mới nói hồi chiều mà ông về sớm thì con mèo đã được cứu. Câu chuyện ta lo hết. Tại sao Ngày Nam Tuyền phải chém mèo? Là hành động sát sanh chứ gì? Bởi vì ngài mới hỏi các ông phải nói cho được. Nói cái gì? Các ông tu gì cái gì? Tu gì giải thoát hay là tu gì con mèo? Hai bên tu mấy chục năm mà nói không được gì cái gì. Nhưng mà một người thầy nói thì phải làm. Giết con mèo để mà giáo hóa, để mà giảng dạy, để mà thẩm định một cái ý nghĩa cho đại chúng. Con mèo chết có ý nghĩa. Con mèo hy sinh để mà 200 người trong chùa tỉnh ngộ. Tại sao người đệ tử kia ôm chiếc dép để trên đầu? Thường thường dép mang ở đâu? Mang dưới chân. Mà còn bây giờ dép mang trên đầu là cái chuyện ngược đời chứ gì? Cũng như thế. Thầy tu lẽ ra từ bi chứ. Thầy tu mà chém con mèo là chuyện ngược. Cái chuyện gọi là bất đắc dĩ. Nhưng cái người phải cầm chiếc dép để trên đầu mà đi vậy. Quý vị hiểu ý được cái câu chuyện đó. Cho nên trong đạo Phật ấy, chúng ta từ bi mà chúng ta có trí tuệ. Chúng ta chặt cây đâu phải là cái chuyện tội lỗi, chỉ là chẳng qua là chúng ta muốn làm cho cái hoàn cảnh ở đó nó tốt hơn thôi. Hay là một cái cây mà chúng ta làm, có nhiều cây chúng ta phải tỉa. Tỉa để làm gì? Để nó có thể nó nhảy nhánh, nó làm tốt hơn. Ở bên Canada đó có một cái vùng mà người ta có một cái vườn, người ta trồng những cái trái ớt ớt Tây á. Chứ quý vị biết những cái trái ớt Tây nó to như vậy. Thì họ muốn người Việt mình đi vô đó nhiều lắm. Để chi biết không? Lặt những cái đọ, lặt những cái nhánh để cái trái nó có thể lớn ra.
thì cái lá đó, cái lá ớt đó, họ đem bỏ đồ rác đó. Phật tử mình đi làm trong đó ôm về cả chùa vậy đó. Lá ớt ăn tốt lắm, nấu canh được, xào được, nấu lẩu ăn được, nấu nồi lẩu lên lá ớt nhúng lẩu. Không, vậy thì lặt cái đọt ớt đó, nhắc cái đọt ớt đó đâu phải gì khác hơn là chỉ muốn cái trái ớt cho nó to. Không, nhưng mà trong một xã hội không phải thấy vậy để như vậy. Có những cái chúng ta phải dẹp, dẹp để mà nó sinh khởi một cái khác. Thế thôi. Con xin được hỏi, mình không nên nói sự thật khi một đứa trẻ gặp người chết. Không nên nói sự thật. Nhưng Phật Pháp đã nói đời người và ai cũng phải chết là điều tất yếu. Vậy mình cũng cần phải nói cho thật đứa trẻ biết điều đó có sự thật. Xin Thầy Quan Hỷ giải thích. Sự thật thì phải nói, nhưng mà nói đúng cái đứa người, đúng trường hợp, nó mới gọi là khế cơ, khế lý. Chữ kinh, chữ kinh có hai nghĩa. Một là khế lý, hai là khế cơ. Nếu mình nói một cái điều cao siêu cho một cái người họ không đủ trình độ họ nghe, thì mình nói lý thì đúng, mà cái cơ thì nói trật. Mà cơ trật thì làm sao lý đúng. Cho nên mình có quyền nói sự thật, nhưng mà phải đúng lúc, đúng thời, đúng người, đúng việc, thì cái việc nó mới đúng. Bây giờ mình nói sự thật, thật sự ra mình nói thiệt cho đứa nhỏ đó, nó cũng chẳng hiểu gì. Nó còn nhỏ thì nó biết chết là chết vậy thôi, chứ nó hiểu gì là chết đâu. Mà bây giờ khỏi nói thì mai mốt nó tự nó cũng biết chết là gì. Mà chẳng những vậy nó còn biết diễn tả, chết ngắt. Chết ngắt là chết lâu, mai biết người ta ngồi phát giác kêu chết ngắt. Làm cái rồng chết liền kêu chết tư. Rồi nhắm mắt và từ từ kêu chết liền. Ngã ra cái chuyện gì kêu chết giấc. Khỏi cần nói nó cũng sẽ diễn tả cái chết cho mình nghe. Cũng giống như Pháp Hòa mới nói, ở trường học của Tây Phương người ta hay mở mấy cái lớp dạy các em nhỏ về vấn đề sinh lý. Thì Pháp Hòa mới nói thật sự ra nó có học hay không học cái chuyện nó không quan trọng. Việt Nam mình có giải gì đâu, nhưng mà chúng sanh mình sanh ra vốn đã có cái dục nhiễm, khỏi giải nó cũng nhiễm. Chứ cần chứ phải vậy. Thì bây giờ trên đời này cũng vậy. Không, Đức Phật nói mình khế cơ, khế lý. Giống như bây giờ, ví dụ bây giờ mình gặp một cái đứa nhỏ, nó không hiểu Bát Nhã Tâm Kinh là gì hết trơn. Mình nói là đây để bác nói Bát Nhã Tâm Kinh. Con có biết không, bông này là không, sắc này là không. Nó ngồi nó nói bác nói gì đấy. Là mình nói lý chứ gì. Nhưng mà nó không có hợp cơ. Nói lý mà phải hợp cơ thì lý nó mới thật. Cho nên Đạo Phật nói khế lý, khế cơ. Bây giờ một đứa nhỏ mình có nói thiệt hay là mình nói cho nó đừng có sợ hãi. Với cái tuổi của nó cũng đâu có sao. Mai mốt nó lớn nó tự. Quý vị hiểu rồi đó. Giống như mấy chú tiểu ở chùa, khi mấy chú nhỏ cũng một vấn đề đó, có hoài dạy khác. Nhưng khi bây giờ mấy chú 15, 16 tuổi rồi có hoài dạy khác, cũng một vấn đề đó. Nhưng mà ở hai trường hợp có hoài sao? Bởi vì ở độ tuổi đó nó chưa cần thiết để hiểu cái mình nói cái nó hiểu. Cho nên không có gì nói dối. Mình không nói thật khi nói dối không phải. Dạy mình nói thật, cái thật đó có nhiều cái thật đó. Đã là thật thì bất hư. Bát Nhã Tâm Kinh nói chân thật bất hư, chết là một sự thật. Chẳng qua bây giờ mình tạm thời chưa nói cho nó nghe. Vừa rồi trước khi bay qua đây, Pháp Hòa đi dự tang lễ của một em 20 tuổi, là một sinh viên Việt Nam. Em đi qua đây đi học,
em bị tai nạn xe em chết. Thì khi mà em mất như vậy á, thì ông nội của em còn đang ở Mỹ. Thì ông nội của em á, là mới vừa đi đến một ngôi chùa bên Mỹ để dự một cái lễ ở bên đó. Có quý thầy rất đông mà quý thầy đều biết cái chuyện em mất. Mà không thầy nào dám gọi cho ông biết. Vì bây giờ ông đã 80 mấy tuổi rồi. Bây giờ nếu mình gọi mình nói một cái á, là ông có chuyện gì bên Mỹ rồi là còn khổ cho mấy người con bên này hơn. Cho nên buộc lòng phải để một tuần lễ sau chờ ông về mới dám nói sự thật cho ông nghe. Như vậy thì trong một tuần lễ đó mình có nói dối không? Mình nói dối mà đâu có gì đâu mà nói dối. Bây giờ đợi ông về mới nói thật cho ông nghe. Sự thật là sự thật, nhưng mà chưa đến lúc để nói, chứ mình không có nói dối. Nói gì? Chúng ta phát nguyện học cái hạnh bố thí á, thì chúng ta cũng biết là tùy theo cái hoàn cảnh của mình và cái sự cần của người. Có nhiều khi người ta cần mà mình không có khả năng thì mình cũng đành chịu. Thì bây giờ ở đây á, mình cho theo cái khả năng của mình. Mà bây giờ á, mình cho được người đó rồi, một lát nữa mình gặp người đó mình không cho cũng không sao. Bởi vì ở đây cái câu hỏi là cái người này nói là mỗi khi. Mà bây giờ mỗi khi là mới khi có đầu à, rồi ba lần sau không chịu cho, như vậy thì cái mỗi khi nó trật chữ. Cho nên đây là mình dùng cái chữ để nói với cái người cho là anh đến mỗi khi thì khi nào anh gặp cũng phải cho, phải không? Nếu như vậy thì cũng hơi tội cho cái người cho. Đã nói là tao có túi tiền cắt, mà tiền cắt thì không có nhiều, cho một chút là hết đó rồi cho gì nữa. Thôi thì bây giờ nè, mình cho theo khả năng của mình. Còn cái chuyện tu hạnh bố thí thì không luận là ngũ giới hay Bồ Tát giới, vì cái này là hạnh bố thí là cái pháp tu. Còn cái chuyện giới pháp mình hành trì là cái vấn đề giới. Mình trì giới, cái chuyện bố thí này đó là cái chuyện tùy khả năng của mình. Thí dụ như bây giờ đó, mình không có khả năng cho ai hết đó, nhưng mình giữ được cái giới không ăn cắp, như vậy là bố thí chưa? Bố thí rồi. Mình không có cho, nhưng ít ra cũng đừng ăn cắp. Còn đã không cho mà còn ăn cắp thì cho nó lỗi lớn. Cho nên bố thí có nhiều cách. Có đôi khi chúng ta không có cho gì hết đó, nhưng mà thật sự chúng ta có cho. Chúng ta cho cái sự không ăn cắp của mình. Chúng ta bố thí cho người, cái hạnh phúc cho người khác bằng cách là chúng ta không phá hoại hạnh phúc của người khác. Chúng ta bố thí cho gia đình, cho thân thuộc của mình cái sự bình an bằng cách là chúng ta không uống rượu. Bố thí có ba cách: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Tài thí có hai loại: ngoại thí, nội thí. Ngoại thí là tiền của, nội thí là nội tạng của mình. Cho nên mình thí kiểu nào cũng được đó. Và người này không có nhất thiết là phải mỗi lần mỗi cho, bởi vì người ta cũng có khả năng mà cũng không có phạm gì hết. Tu niệm Phật phát nguyện vãng sanh, nhưng Phật tử tại gia còn tình ái. Ái là nhân tố tái sinh, như vậy khi nào chưa diệt được ái sẽ không vãng sanh. Xin Thầy cho con được rõ. Kính thưa đại chúng, ở trong sách có câu: ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sinh tịnh độ. Trong cuộc đời của chúng ta ai cũng có những cái tình ái, nhưng mà nếu chúng ta sống trong đời này đã nhận người kia là vợ, nhận người kia là chồng, là con, là cha, là mẹ, là chúng ta có chữ ái trong đó, tức là thương. Và không ảnh hưởng vì bản sanh là như thế này.
Mình thương là trong cuộc đời này hiện sống đây, chúng ta cứ thương trọn vẹn, làm hết cái bổn phận tình thương của mình đối với người thân bên cạnh chúng ta đang tu. Nhưng khi một người nào đó ra đi, chúng ta không có ái luyến, vì chúng ta hiểu cuộc đời là vô thường. Bây giờ khi còn sống đã đối với nhau trọn vẹn, người này đi thì mình tiễn, mình trợ lực, trợ duyên, chứ không lưu luyến cái kiểu lụy, cái kiểu khổ. Cái chữ ái mà trong sách vở này muốn nói là cái chỗ này, cái chỗ mà lụy mà không nhận ra cái vô thường đó, nó mới làm mình bệnh rịnh. Chứ còn bây giờ biểu tu niệm Phật đừng ái nữa, cái về nhà nó giờ tôi mới nhìn mà nữa nha, để tôi niệm Phật ai tu vậy, tu vậy tao lên tao đánh bốn Phật chứ, không? Mình còn gia đình, còn vợ con, còn gia đình phải trọn vẹn tình thương chứ, như vậy tu mới có kết quả. Nhưng mà một khi vô thường nó đến thì mình nhận chân ra lẽ thật của cuộc đời, có đến thì có đi. Bây giờ anh đến thì tôi tiếp, anh đi thì tôi tiễn, phải không? Khi nào gặp nữa hả hay, chứ còn không có ai đi. Chứ đừng có lầm nha, biểu tu rồi cái khu eo khu bóc hết trơn là dạ thưa thầy, con muốn quy y mà không biết phải có những kiến thức gì, phải biết tam quy thuộc ngũ giới hay chỉ cần ý chí và lòng thành quyết định theo Phật là đủ? Hai cái luôn. Hiểu rõ quy y thì mới quy y, mà sau khi mà đã nhận quy rồi phải có ý chí để mà tu trì giới. Hồi nãy chắc cái này vô sau, chứ vô trước thì đã biết quy y là gì thì chắc giờ tên nằm trong danh sách rồi. Hiểu tam quy là gì, ngũ giới là chi, tại sao phải ngũ giới, rồi một khi mình thọ rồi thì mình quyết chí mình tu. Đó là những điều kiện mà, điều kiện mà biết tam quy ngũ giới đó là văn huệ, tư huệ. Còn cái điều kiện mà tu theo ngũ giới này là tu huệ. Mà khi mà văn mà tư mà tu đầy đủ rồi á thì trí tuệ nó sanh. Tu và học có khác không? Tu mới niệm Phật, không tu niệm Phật có được không? Câu thứ hai, người tu rồi muốn hoàn tục thành tâm phải làm sao? Thường thường thì nói tu là mình thực hành, học là mình phải học hỏi, tu thì phải học, học thì phải tu. Hai cái này nó bổ sung cái này. Mình tu mà không học thì không biết gì hết, mà học mà không tu á thì coi như mình bỏ phí. Bây giờ á, khi mình học rồi mình tu thì mình thấy tu này nó hay quá, và mình thấy được lợi ích của học, cho nên càng vừa tu mà vừa học. Cho nên học và tu, tu và học nó bổ sung cho nhau. Có một vị tổ Việt Nam mình nói tu mà không học là thêm lớn ngu hơn, phải không? Rồi bây giờ đó, tu với niệm Phật, không tu niệm Phật được không? Không có ai cấm, tự do thì muốn niệm bao nhiêu cũng được, mà niệm Phật nào cũng được. Chữ tu là gì? Tu là chỉnh sửa con người mình thôi, chúng có gì. Nhưng mà đại chúng nhớ bây giờ niệm Phật nè, niệm Phật có ba cách niệm. Niệm bằng cái miệng, niệm Phật bằng miệng, niệm Phật là nhớ nghĩ Phật, niệm Phật là thực hành theo lời Phật. Trong ba cách niệm này, thấy không? Nhớ Phật và tu theo Phật là quan trọng nhất. Niệm Phật có ba cách nha. Miệng lâm râm nói tên của Phật, cái đó kêu là niệm Phật. Tâm
thường nhớ nghĩ Phật, làm niệm Phật, làm theo lời Phật dạy, làm niệm Phật. Bởi vì chữ niệm là nhớ nghĩ. Khi mình có nhớ nghĩ Phật mình mới làm theo Phật. Cho nên hai cách sau quan trọng nhất. Theo quý vị ráng niệm Phật kiểu này, dù miệng không nói ra tên Phật nhưng mà nhớ Phật và làm theo lời Phật, thì người này đang niệm Phật. Rồi tu rồi mà muốn hoàn tục thì làm sao? Muốn hoàn thì xin ra. Hồi xưa trong sách đó, người ta dùng hai cái chữ. Một là hồi tục, hai là hoàn tục. Thì người ta giải thích như thế này. Hồi tục có nghĩa là mình tu một thời gian, mình cảm thấy duyên mình không còn nữa, mình muốn trở về, cho nên mình xin hồi tục. Còn hoàn tục á, thì thường là mình phạm những cái lỗi, rồi trong chùa mời mình hoàn. Hiểu không? Trong sách vở ta định nghĩa vậy đó. Thường thì ví dụ mình không tu nữa, mình cảm thấy mình không muốn tiếp tục, thì mình xin hồi tục. Con xin Thầy giảng cho con biết vị Bồ Tát Tiêu Tai Gián Cát Tường. Vị Bồ Tát này Thầy cho con biết về Ngài. Con không biết, con nghĩ đúng không? Con nghĩ Ngài có hạnh nguyện giúp người ta tội nguyện như ý. Đúng rồi, khỏi hỏi. Kính thưa đại chúng, như thế này, ở trong Phật giáo, bất cứ một việc gì mà cái việc đó nó có mang cái tính cách độ người, giúp đời, hạnh nguyện cao hay, thì được ví như Bồ Tát. Cho nên á, ví dụ đi, có một niệm, có một cái câu chúng ta nam niệm là Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Không có Bồ Tát nào tên Hương Vân Cái. Nhưng mà bởi vì cái hương mà chúng ta cúng cho Phật, chúng ta muốn nguyện cái hương này nó bay lên và nó cướp ra thành một cái bảo cái để che cho Phật. Và cái tâm hạnh của hương này như một bậc Bồ Tát, cho nên chúng ta là Hương Vân Cái. Bây giờ cái công đức mình làm không tính toán, không so đo. Công đức đó rộng nhiều như rừng, cho nên là công đức Lâm Bồ Tát. Như vậy thì tất cả việc gì chúng ta làm có cái tính cách vì người, vì đời, thì tất cả việc làm đó đều gọi là Bồ Tát. Nãy giờ ngồi đây mà có bạn nhìn xuống là ba người đánh dầu rồi. Nam Mô Thường Đánh Dầu Bồ Tát. Không biết em nói sao hay quá ta trúng gió. Chắc mình phải ngưng. Quý vị hiểu ý không? Cho nên trong Phật Pháp, thí dụ bây giờ có trong chùa có một cái người đó, họ tới chùa họ không biết làm gì hết. Họ tới chùa cái họ cầm cái chổi họ quét từ sân trong ra sân ngoài mà không làm việc ai hết. Nam Mô Thường Quét Chùa. Cái ông đó tới chùa không làm gì, ông rửa chén thôi. Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát. Quý vị hiểu không? Cho nên mình nghe trời sao trong chùa Bồ Tát quá trời luôn, mình biết không có ra sao. Không ai biết ổng ra sao, nhưng mà ổng có mặt không khắp chùa. Cho nên ông đó là Kim Cang Mật Tích. Quý vị có đọc Lăng Nghiêm buổi sáng không? Nhớ không? Nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế, trung giọng phá bảo quan, quan trung giọng xuất chinh diệm bảo liên hữu hóa Như Lai. Tọa bảo hoa trung đảnh phóng thập đạo bá bảo quang minh, nhất nhất quang minh giai biến thị hiện thập hằng hà sa, Kim Cang Phật Tích Kình Sơn Trì Sử. Kim Cang Phật Tích là sao? Có những cái ông Bồ Tát không có tên, nhưng mà có những ông Bồ Tát ẩn tích, là mật tích. Mật tích là ta có mà ta ẩn mật. Và có những người làm việc lớn như Kình Sơn là đứng núi, mà cũng có những người làm việc rất nhỏ là trì sử, là cầm cái chài. Trong chùa cũng vậy, trong xã hội, trong gia đình cũng vậy.
Có những người trong gia đình phụ trách lo hết cho gia đình, mà có những người không làm gì hết, chỉ đi giặt quần giặt áo và xếp cho mọi người. Người đó gọi là người trì sự. Còn cái người mà lo hết bưu bổng trong nhà, trả tiền điện tiền nước gọi là kình sự. Nhưng mà ông nào cũng là kim can hợp. Cho nên ai mà vô chùa ta cúng dường, ta nói tôi không muốn ghi tên, thì đừng có ghi vô trong sổ cái người này vô danh, nên để là ẩn danh. Danh ai mà không có, người ta có danh nhưng mà người ta muốn ẩn, cho nên gọi là ẩn danh chứ không để là vô danh. Người ta có danh nhưng mà ta mật tích, người ta kình sơn, người ta trì sử, cầm núi bưng chài. Nhưng mà những người này ở đâu, đâu phải ở con góc đâu, ở đâu biến hư không, dễ sợ. Mình thấy cái đó cho nên mình kính phục, gọi là quý ái kim bằng. Cho nên mình vô chùa mình thấy cái người đó đứng lạc ra, trời ơi người này là phật tích đó. Không, không có xưng tôi là ai hết, nhưng mà không có người này là mình không có rau ăn. Nhưng có những người là không ai biết họ là ai. Có một cái lần ở Phú Hòa đi bên Mỹ, gặp một cái cô Phật tử. Cổ đi theo những cái buổi giảng của Phú Hòa là 6 lần. Cổ nấu cho đại chúng ăn đủ 6 lần mà cổ chưa hề bước lên chánh điện để gặp Phú Hòa. Đến lần thứ 7, một Phật tử khác lên nói với Hòa nghe. Đích thân Phú Hòa đi xin phép gặp Hòa. Cô mừng quá chừng, mấy vị này nói cô này 6 lần đi theo tất cả những cái buổi giảng của thầy bên Mỹ, nấu ăn cho hàng ngàn người mà không người nào biết cô, mà thầy cũng chưa bao giờ biết cô. Kỳ này con thấy chỉ tội quá, con nói thầy nghe. Phó Hòa nghe vậy, Phó Hòa lập tức đi xuống bếp thăm tội. Quý vị thấy không? Thì cái người đó gọi là gì? Mật tích. Mật tích là kinh sơn chứ không phải trì sử không. Vậy thì quý vị thấy kinh có hiện thực không? Kinh hiện thực tại mình không hiểu. Mình không hiểu nên mình đến mạt pháp. Chứ mình hiểu rồi pháp đâu có. Vậy hiểu tiêu tai dán các tường không? Tiêu tai là làm cho mình tiêu cái tai nạn. Dán tức là cho mình cái các tường. Hồi nãy có cô dán tiên. Dán là đi xuống. Dán xuống là dán xuống cái các tường. Bây giờ mình sống trong đời mỗi ngày mà mình tiêu tai, mình được an lành, thì mình biết mình mỗi ngày đang có tiêu tai dán các tường. Nhưng mà cũng có thể Bồ Tát có. Kính bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ giải đáp một thắc mắc cho chúng con. Khi quy y phải giữ 5 giới, giới thứ nhất là không sát sanh. Trong trường hợp nhà con có nhiều kiến, con phải làm sao? Bồ Tát giới không được nuôi chó mèo, nếu có nuôi thì phải làm sao? Thì phải cho nó ăn chứ làm sao? Nuôi mà cho nó ăn nó chết tội. Thôi thì bây giờ nếu mà mình giữ giới thì nó có nhiều cách. Đầu tiên là đừng có giết người thôi. Cái quan trọng là giữa con người với con người đừng có giết. Còn cái chuyện mà bây giờ trong cuộc sống, trong xã hội mà những con vật nó làm hại sức khỏe cho con người thì đôi khi mình phải chấp nhận có lỗi chứ. Giống như lâu lâu mình nghe có bò điên, có gì những con gà đó là con vịt đó, nó kêu là cúng gà cúng gì đó, người ta giết hàng triệu thì cái đó không có lỗi. Tại vì cái đó là vì người ta phải bảo vệ cái sức khỏe cho chúng. Thấy không? Quý vị nhớ vậy nè. Ở trong Phật giáo thì mình giữ giới nó có 4 cách. Giữ giới có 4 cách giữ. Nếu mình cần phải khai mở cho một vấn đề để mình tạm thời, cái đó gọi là khai. Sau khi mà mình khai xong rồi, mình hành xử xong rồi, mình phải giá, tức là mình đóng lại, gọi là giá. Rồi mình phải trì giữ cái điều đó, gọi là trì. Còn nếu mình lợi dụng thì gọi là phạm. Khai giá trì phạt. Ví dụ bây giờ có một cái người đã bệnh, theo luật là không được uống rượu, mày bây giờ phải cần uống thuốc rượu để hết bệnh, phải khai cho người ta uống.
Người đó uống hết bệnh rồi, giá đóng lại, trì là bây giờ không uống. Còn giả bộ nó tôi còn nhức quá, cho tôi uống thêm. Quý vị nhớ bốn cách giữ giới không? Khai, giá, trì, phạm. Bạch thầy, giữ giới thật sự khổ mà giữ trọn vẹn lắm, à khó mà giữ trọn vẹn lắm, gọi là thanh tịnh. Cho nên nếu không giữ 100% có bị mang tội nhận giới mà không giữ đúng không? Gọi là vọng ngữ đó. Bạch thầy, cho con hai câu hỏi. Kính thầy, sao mỗi thời công phu tại sao phải hồi hướng? Bạch thầy, nhưng thầy vừa truyền ra quy ngũ giới mà giữ giới 100% mà không được thì có phạm không? Bây giờ mình giải đáp cho tại sao mình tụng kinh mình phải hồi hướng. Hồi hướng có bốn cách: hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Thôi nói nhiều lắm, ngồi nghe trớ mắt nhớ gì hết, về nhớ mình hiểu một nghĩa thôi. Hồi là gì? Hồi là quay trở lại mình, hướng là đưa về cho người. Trước khi mình muốn cho người ta, mình phải biết mình có bao nhiêu mà cho. Trước khi mình hướng mình phải hồi, cho nên là hồi hướng. Bây giờ quý vị mời khách ăn cơm, mời có 5 người cho nên có thể nấu đủ 5 người ăn. Đùng ở đâu có 2 người tới nữa, trước khi muốn mời phải chạy xuống bếp coi coi đủ thức ăn cho 7 người không, mới dám chạy ra nó mời hai anh ở lại ăn cơm. Cái đó gọi là hồi. Hồi tức là mình quay trở vô, mình kiếm coi có đủ không. Cũng như thế, trước khi mình hồi hướng thì mình xây trở lại, mình kiểm coi mình đủ thiếu mà mình hồi hướng cho người. Mình phải hồi mình mới dám hướng người. Và hồi hướng ở đây á, hồi hướng là một cái tâm hạnh lợi tha, cho nên gọi là hồi tự hướng tha đó. Tức là hồi tự lại cho mình và mình hướng về cho người. Bây giờ mình nói á, có bao nhiêu công đức, ít nhiều gì con biết, con xin hồi, con xin hướng về cho tất cả mọi người. Đó là cái tâm hạnh và tâm nguyện của một vị Bồ Tát, một người Phật tử, không có làm cái gì cho mình, mà luôn luôn nhắc nhở mình sống và làm vì tất cả mọi người mà làm. Cái đó là một cái hình thức nhắc nhở cho mình, cho nên hồi hướng. Còn về cái việc giữ giới, như hồi nãy Pháp Hòa có thưa, giữ được 1-2% thì gọi là tiểu, giữ được 3 thì gọi là bán, giữ được 4 thì gọi là đa, mà giữ được hết thì gọi là toàn. Quý vị tùy theo cái khả năng mà giữ, nhưng mà nếu không nhận thì không cố gắng. Nhờ mình biết cái yếu đó, mình mới cố gắng mình giữ. Giờ còn khoảng mấy câu nữa nổi không? Không dám nhìn. Kính thưa thầy, 6 thời an lành là như thế nào? 2. Cha mẹ quy y cho con cái có đúng theo Phật pháp không thầy? Con thấy những đứa con từ 15 tuổi trở lên, nó nên tự quy y do tự nguyện chính bản thân nó, chớ cha mẹ quy y giùm cho con. Nếu nó không chịu thì có phải mình gây thêm rắc rối không thầy? 3. Uống thuốc ngừa thai có phải mang tội sát sinh không? 1. Là về vấn đề 6 thời. 6 thời này nếu mà chia theo thời gian á, thì chúng ta có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Sáng rồi hai, ví dụ như sáng sớm, rồi xế chút, rồi tức là khoảng đầu hôm, rồi giữa. Nói chung một ngày mình chia đủ làm 6 thời. Nhưng mà cái chữ 6 thời ở đây á, ngoài cái ý nghĩa là sáng, trưa, chiều, tối, một ngày mình có 3 cái chính là sáng, trưa, chiều, tối, rồi còn thêm 2 cái thời giữa, nói chung là mình gọi là 6 thời. Nhưng mà cái nghĩa sâu sắc của chữ 6 thời ở đây á, nó còn tượng trưng cho 6 căn của chúng ta lúc nào cũng an lành.
Mỗi khi mình tụng cái bài kệ đó, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời, thường an lành. Nếu mà bất cứ một thời nào, thời gian nào, con với dụng con mắt con nhìn, xin cho con được bình an ở cái nhìn của con. Xin cho con bình an được cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái phân biệt. Sáu thời là tượng trưng cho sáu căn. Bởi vì quý vị để ý coi, con người mình khổ từ đâu? Từ một trong sáu căn nó tiếp xúc. Gặp cái người mình không ưa, cái con mắt mình nó phải làm việc một chút. Mới đầu mình nhìn ngay, gặp cái người kia bắt đầu lén lên, cho nên nó không an. Không, rồi ví dụ mình đang đi thẳng mà gặp người kia cái mình quẹo, cho nên mình mất thần thông. Sáu căn là tượng trưng cho sáu thời. Trên cái bài tụng xin cho sáu thời con được bình an là như vậy. Còn cái việc quy y cho các em nhỏ thì cái câu hỏi này đúng thôi. Hồi nhỏ mình hay quy y dùm cho con cháu, nhưng khi nó lớn lên mình nên khuyến khích nó hiểu rồi nó lên chùa nó tiếp nhận trở lại. Bởi vì thứ nhất là nó quy y không có mặt, tức là tự thân nó không nói, nó không hiểu. Cái thứ hai nữa đó là có thể lúc nó còn nhỏ nó ngồi ở đây nó nghe, nhưng mà cái ý thức nó chưa có, cho nên khi 13 tuổi trở lên nó phải thọ giới. Nhưng mà thường thường á, con nít mà dưới 13 tuổi là nó chỉ mới có ba quy thôi, tức là tam quy, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chứ nó chưa có thọ giới. Đến khi nó 13 tuổi rồi á, cái sự hiểu biết nó có rồi, bắt đầu nó mới lên chùa. Hai cái đó nó khác. Cho nên trường hợp mà quý vị quý y dùng cho con cháu thì cũng được, nhưng mà cái đó tạm thôi. Rồi mai mốt con mình nó lớn lên là mình khuyên nhắc con cháu mình nên lên chùa để mà nghe và hiểu. Rồi bây giờ hàng ngày đó mình hay nhắc nhở cho nó, để nó nghe, nó hiểu, rồi một ngày nào nó phát tâm nó quy y. Bạch thầy, có lần con nghe băng giảng của thầy có nói về một chú bé 8 tuổi là quảng cáo ở Vancouver. Con rất muốn biết sau mùa hè về tu viện Trúc Lâm ở với thầy, chú quảng cáo bây giờ thế nào? Thưa, bây giờ chú đã đi về nhà. Chú đi về nhà chứ đi học rồi. Kính bạch thầy, ba mẹ con đã qua đời, con đem hài cốt ba mẹ về Việt Nam và để thờ tại chùa nơi mấy mươi năm trước ba mẹ con đã quy y. Bây giờ gia đình con có ý định sẽ về Việt Nam thủy táng hài cốt, vì sợ trong tương lai tuổi già sức yếu sẽ không thường về thăm viếng hài cốt cha mẹ được. Đến đời cháu chắc thì chúng con sợ sẽ không ai còn nghĩ tới. Theo quan niệm Phật giáo, nhất là theo quan niệm của thầy, chúng con có nên thủy táng hài cốt không? Và như vậy có lỗi gì với cha mẹ không? Câu hỏi này rất thực tế. Kính thưa đại chúng, một con người mất đi, bây giờ Pháp Hòa nói theo sách nha, người ta thường nói con người với con vật đó, mà chết đó, con người khác hơn con vật. Con vật cái chết ở trong rừng đó, thì con này nó ăn canh con kia, tức là tự nó thanh toán với nhau. Nhưng mà với con người thì không thế. Con người mình văn minh hơn, cho nên mình phải tìm cái cách nào đó để mình giải quyết cái người mất này. Thì bây giờ muốn giải quyết một người mất có 5 cách. Đem chôn xuống đất gọi là thổ táng, đem đi đốt gọi là hỏa táng, đem đi bỏ xuống nước gọi là thủy táng, đem đi bỏ trong rừng gọi là thi lâm tán, chặt ra từng khúc cho chim ăn gọi là điểu tán. Như vậy thì trong truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc, hay là nói chung phần lớn, thì chúng ta có mấy cách: thổ tán, hỏa tán và thủy tán. Còn như bên Tây Tạng không có đất, núi non không, thì làm sao người ta chôn? Thì người ta phải chặt ra, rồi người ta dùng cái chân rừng cho con này con kia nó ăn cho hết
cái mạng sống của cái xác chết đó. Cái đó gọi là điểu tán, tức là cho chim ăn. Như vậy thì một con người mà chết, chúng ta có nhiều, có năm cách để chúng ta giải quyết. Bây giờ cái hiện tình rất thật, như cái hoàn cảnh của vị này, là cái điều này là cái điều mà Pháp Hòa thường khuyên những vị lớn tuổi hiện nay. Khi cha mẹ còn chung cấp ở Việt Nam, mình còn tới lui mình thăm viếng, hàng năm mình gửi tiền về nhờ người lo, chưa chắc người ta lo. Rồi bây giờ lỡ mình mất đi thì con cháu mình sợ là không có còn nhớ nữa, thì mình chưa yên lòng, bởi vì bộ phần cha mẹ mình còn đó. Cho nên bây giờ mình làm tròn cái bổn phận của con cái đối với cha mẹ, mình về mình hốt gốt, mình thiêu xong mình thủy tán hết. Thủy tán thật sự bây giờ mình không, mình chôn xong mình bỏ vế đó, mình không có lo gì hết, được không? Cũng không có sao hết á. Nhưng mà mình không yên tâm, mình cảm thấy mình có cái lỗi gì đối với cha mẹ của mình, là mình chưa trọn vẹn cái đó. Cho bây giờ Pháp Hòa nói quý vị làm cho trọn, thì quý vị về quý vị thiêu đi, xong quý vị thủy tán hết, không có lỗi gì đối với cha mẹ hết, mà mình yên lòng mình đã làm tròn tất cả những bổn phận của mình đối với cha mẹ khi còn sống, cũng như cha mẹ đã mất. Và có sai không khi mình thủy tán? Không có sai, bởi vì chúng ta đã thực hiện một trong năm cách tán: thổ tán, thủy tán, hỏa tán, thi lâm tán hay là điểu tán. Không có sao. Thực hành thiền mà chúng ta quá tập trung, cố gắng nỗ lực thì hại thêm tâm không? Có hại thân tâm không? Kính thưa quý vị, là thiền là gì? Thiền có hai nghĩa. Một là dừng sự rối loạn lăng xăng. Hai là quán chiếu sâu sắc. Chúng ta gọi là chỉ và quán. Thiền còn có nghĩa là tịnh lắng những cái suy nghĩ lăng xăng tư thiền. Như vậy thì chúng ta tu thiền không có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi trên bồ đoàn từng giờ này sang giờ khác. Cái đó chỉ mới gọi là tọa thiền. Nhưng mà chúng ta phải làm sao trong đời sống hàng ngày đều là ứng xử của thiền. Đi cũng thiền, nói cũng thiền, đứng cũng thiền, ăn uống, ngủ nghỉ đều thiền. Thiền có nghĩa là mình dừng sự lăng xăng, và mình bây giờ sống sâu sắc với cái giây phút hiện tại. Mình thoải mái, mình tự nhiên, chứ mình đâu có ràng buộc cái thân tâm mình. Cho nên mình thiền không đúng thì mình mới làm cho mình càng thêm nặng nề và loạn tâm. Còn mình thiền nhẹ nhàng không có gì. Pháp Hòa ví dụ hồi nãy có một câu hỏi đó, là tại sao thầy cũng nhiều việc mà không thấy thầy stress? Tại vì sao? Tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng đó, bây giờ là Pháp Hòa không có cái chương trình của ông Châu. Bây giờ đột xuất có công việc phải qua đây. Bây giờ Pháp Hòa qua ông Châu rồi mà Pháp Hòa không sống thiền nữa, chắc sống điên. Tức là bây giờ mình không còn ở bên Canada để mình làm được những công việc mình làm, thì bây giờ qua đây cũng có việc ở bên này để mình làm, thì thôi mình cứ làm việc ở đây. Đó gọi là thiền. Còn mình đó, sống đây mà nhớ kia, ngồi ăn cơm mà nhớ chuyện hôm qua, tới chuyện ngày hôm qua mà nhớ chuyện hôm trước. Mình không bao giờ mình an trụ được cái giây phút hiện tại, cho nên càng ngày mình càng bị căng thẳng. Còn mình an trụ được cái giây phút hiện tại, hành thiền mà không nói thiền gì hết, mà thân tâm thảnh thơi nhẹ nhàng vô cùng. Thí dụ bây giờ đây nè, bây giờ quý vị cho Pháp Hòa ly nước trà ngon mà uống. Bây giờ chiều nay Pháp Hòa không còn nước trà nữa mà uống, Pháp Hòa vẫn uống ngon lành. Tại vì khi nào có nước trà ngon thì mình uống nước trà ngon, mà khi nào uống nước lạnh thì mình uống lạnh. Uống nước lạnh mà ngồi nhớ cái ly trà, đó là mất thiền. Dễ thôi. Cho nên mình phải sống là sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương là đời lên hương. Mình
mình cứ căng thẳng chuyện này chuyện kia, cho nên mình mới làm cho thân tâm mình không thoải mái. Con xin hỏi thầy, nếu như trì chú hay tụng kinh thì có bắt buộc phải ngồi trước bàn thờ không? Tại vì nhà con chưa có bàn Phật A Di Đà Phật, con mong thầy quan nghĩ. Trì chú tụng kinh niệm Phật có hai cách. Khi mình ở trước bàn thờ Phật, mình hành một cái lễ, cái đó gọi là tác pháp. Còn nếu như trường hợp mà mình không có phương tiện ở trước bàn Phật, mình vẫn trì chú tụng kinh trong khi mình đi đứng nằm ngồi, cái đó là thủ tướng. Tức là mình vẫn giữ cái tướng tụng kinh, nhưng mà trong mọi hoàn cảnh mình đang có. Còn nếu mình được hành lễ như mặc áo tràng, thắp cây hương, có tiếng chuông, tiếng mõ, cái đó là làm một cái nghi lễ. Còn bình thường không được thì cứ trì chú niệm Phật theo cái đi đứng nằm ngồi. Bây giờ có nhiều Phật tử ở bên Mỹ, người ta đi làm, ta kẹt xe trên đường, ta tụng kinh trong xe, rồi về nhà làm cơm nước, rồi con cái, hết ngày hết giờ, giờ ta tu trong xe nhiều đó, không có sao hết. Hồi má con mới vừa mất, con thường nghe tiếng động của má con như mọi lúc còn sống. Con sợ quá, con có đứng trước bàn thờ má con thưa với má là con sợ má. Con sợ má đừng cho con nghe tiếng động nữa, nhưng má không cho nghe mà má cho con nằm chiêm bao. Thấy má giỡn với con và cười, từ đó đến nay con không được thấy má nữa. Mà hai chị của con thì thường thấy má con và ba. Ba má con lúc sống thì không có thuận lắm, nhưng khi mất không hiểu tại hai chị của con thường thấy ba má lúc nào cũng đi chung và vui vẻ. Vậy là điều tốt chứ gì nữa. Lúc sống không thuận và lúc chết thuận. Thưa đại chúng, khi một người mới mất á, họ có về thăm nhà thế này thế kia trong vòng 49 ngày là chuyện thường. Không phải là họ bị đọa lạc gì đâu mà sợ, đó là chuyện thường thôi. Bởi vì sao? Bởi vì trong vòng 49 ngày họ chưa có đi, họ còn lẩn quẩn ở đây. Cho nên người thân á, khi mà người thân của mình mới mất á, trong khi làm đám cho người ta á, mình đừng có cãi vã, đừng có bất hòa. Tại vì mình bất hòa trong gia đình á, mình sẽ làm cho người mất đó phiền muộn với cái sự bất hòa của trong gia đình, anh em, chị em, mà làm tội cho cái thần thức người đó trên cái phương diện tái sinh. Còn cái vấn đề mà người thân mà gặp người này không gặp người kia á, là chẳng qua là cái duyên thôi. Nhưng mà cái thứ hai nữa đó, như hồi nãy Pháp Hòa có nói, nếu mình gặp người thân mà người thân mình vui vẻ, không có gì gọi là khổ lụy, thì chứng minh rằng người đó đang ở trong cái cảnh an nhàn. Cho nên vị Phật tử này đừng có lo, mình không thấy thì chị em mình thấy, mà có thấy mà thấy ba má vui vẻ thì có điều là tốt, không có gì lo. Còn nếu mình thấy ba má vì thương mình hoài về hoài thì mình cũng nên khuyên ba má phát tâm sanh về cõi lành, đừng có vì thương con cháu mà lẫn quẩn ở trong cái sự thăm viếng con cháu như vậy hoài cũng không nên. Vừa rồi Pháp Hòa đi bên Mỹ thì có một cái gia đình, thì có một người thân, trước khi chuyện gì xảy ra thì người này đều báo trước hết. Thậm chí người con đi làm sẽ được lãnh lương bao nhiêu báo luôn. Mà y như đó, về báo cho người con biết là con nạp đơn xin cái hãng đó, nó sắp nhận con rồi, và lương con sẽ 80.000 một năm. Y như đó. Thì khi Pháp Hòa qua thì quý vị mới kể và nghe cái chuyện đó. Pháp Hòa mới nói là không nên. Bây giờ mình có thể thỏa mãn mình, chuyện gì trong gia đình là mình biết trước hết, nhưng mà như vậy sẽ làm khổ cho người thân mình, vì thương mình cứ lẫn quẩn.
đi tìm cái tin tức hay là đi dò la như vậy để báo cáo với mình. Không, là buổi bây giờ là tập trung lại tụng kinh, thuyết cho vị đó nghe. Mình muốn độ con mình không? Độ cách khác. Khi mình ở cảnh lành thì mình độ con mình còn hơn cái hiện tại nữa. Nhưng mình độ con cái mình được cái này thôi, nhưng mình tự mình khổ. Pháp Hoàng nói cho cái vong linh xong rồi là họp chung gia đình tụng kinh, và từ đó không còn có những cái chuyện đó. Thì cái người đó họ đi, sở dĩ họ không đi là họ thương. Cho nên nếu mình thấy người thân mình mà cứ gia hộ mình hoài đó, đừng có lấy cái đó làm mãn nguyện. Bởi vì như vậy tội cho họ, họ cứ lẫn quẩn, họ độ cho mình. Bây giờ họ mà được sanh về cảnh lành, họ độ mình còn hơn cái đó. Mỗi ngày thời khóa của con là năm biến chú Đại Bi và niệm Phật. Thỉnh thoảng con tụng kinh Địa Tạng và kinh A Di Đà. Như vậy có nhiều không? Hay chỉ niệm Phật thôi? Phật Pháp bao gồm 84. Tu hành không thiếu cũng không dư. Đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ Như. Cứ như vậy mà làm. Bạch Thầy, có người nói ai cũng kiên sát, xin ăn chay thì không có nghề chăn nuôi gia súc. Ai làm nghề hàng thịt, ai cũng tri thức biết đủ thì xã hội sẽ phát triển. Con hiểu được cái lý mà không đủ cái lẽ để giải thích cho họ hiểu. Kính thưa đại chúng, ở trong cuộc sống này á, mình làm một cái việc là lấy cái chuông mà đem lay người tỉnh mộng đó. Nhưng mà đâu có nghĩa là chuông nào mình đánh người ta cũng tỉnh hết đâu, lo. Trên cuộc đời này á, đạo Phật dạy chúng ta là thiểu dục tri túc. Thì có người sẽ luận lại rằng á, nếu nghe lời theo đạo Phật đó là ai cũng ít muốn, ai cũng biết đủ thì xã hội này không phát triển. Tại vì họ hiểu là hiểu cái thiểu dục tri túc là bi quan, là yếm thế. Nhưng mà họ không có hiểu được cái nghĩa là thiểu dục tri túc là sao. Là khả năng của anh tới đâu thì anh cứ phát triển tới đó. Thí dụ như bây giờ đó, cái đứa nhỏ nó có khả năng nó không tới đại học, không lẽ mình khi mình nói thôi con thiểu dục tri túc lớp 12 đủ rồi. Mình đâu có nói vậy được. Khả năng con được lớp 12 thì con cứ phát triển tới lớp 12. Khả năng con học tới tiến sĩ, thạc sĩ thì con cứ học. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ đi làm, tiền của họ có thể mua được cái chiếc xe 20 ngàn họ lái thôi. Họ miễn cưỡng, họ muốn tranh mua với người ta, họ mua chiếc xe 100 ngàn. Rồi thiếu nợ không trả được thì mất luôn cả tiền đặt cọc, rồi mất luôn cái tiền mà nợ. Cái đó là không hiểu được tri túc à. Anh không biết cái đủ của anh để anh ứng xử trong cái số tiền của anh. Cho nên đừng có lầm hiểu được tri túc là làm cho con người chậm tiến, làm cho xã hội không phát triển. Cho nên thưa đại chúng như thế này nè, sẵn đây có bà nói như thế này. Thí dụ như bây giờ trong quý thầy, quý sư cô, mỗi người có cái hạnh. Có những vị có cái hạnh đó là đi làm việc xã hội, tức là đi vận động rồi đi cứu trợ, đi cứu lụt á. Không có sao, tại vì mỗi người tu một hạnh, người ta phát triển cái khả năng của người đó. Có những người không có làm xã hội nhưng mà cái vị đó là chuyên môn ở trong nhà dịch kinh, dịch sách. Thì cái đó là khả năng của người ta, mình để cho người ta phát triển. Không có cái gì để mình gọi là trách móc hết. Bởi vì á, chúng sanh đa bệnh, Phật Pháp đa phương. Chúng sanh nhiều bệnh thì Phật Pháp có nhiều phương pháp. Cho nên mỗi thầy, mỗi cô là một hạnh nguyện độ đời. Nếu ai cũng gõ mỏ tụng kinh thì ai làm việc xã hội. Cho nên phải có người tụng kinh thì có người nấu bếp. Có nhiều người người ta tất bật với bếp nhưng mà không có họ là mình đói đó. Thành thử ra trong cái xã hội này mỗi người một cái hạnh tu.
và người ta phát triển đúng mức cái khả năng của người ta thì cái đó không thể gọi là yếm thế được. Cho nên không có thể hiểu thiểu dục tri túc là bi quan yếm thế là làm cho lùi sụp cái xã hội. Không phải, chúng ta vẫn đi kịp cái phát triển đó. Hết rồi.